vừa diễu hiền của nữ ca sĩ Ngọc Hoa. Chị ấy sẽ gửi đến quý vị một bài hát Mùa Xuân Của Mẹ. Xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay để cổ vũ cho chị Ngọc Hoa. Ngọc Hoa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và chúc quý vị một năm mới được nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Nhạc phẩm Mùa Xuân Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sẽ gửi đến. Yeah.